噔噔噔噔，时间食饭就到啦。Bây giờ thời gian ăn cơm đã đến,时间食饭到啦。Hôm nay các bạn mình mùng một Tết ha, tài niên chó dắt người ta gọi là mùng một Tết đó. Mình ăn món gì? Mình ăn món hủ di thầu ke sông choi. Hủ di thầu có nghĩa là những cái điềm mà may mắn ha, những cái điềm tốt. Bữa nay mùng một Tết mình ở nhà có một mình nè các bạn. Bữa nay con gái mình nó đi chúc Tết, ông xã mình mắc đi làm, ngò lùi lưỡi hơi bay nền là ngò lũ cúng cho dư phán cúng nền thó dắt tôi dư phán cúng hơi pai lại xị đi phát lì xì. Mình ở nhà có một mình hổ lòi lẹ ngò mì xịt cò cầm hói sắm cái dẹ kìa tại cá mòn hả hú sục xích cái dịt làm bọt bảng đó nếu coi kêu chù bánh tráng mậy chỉ bánh tráng người ta gọi là mậy chỉ ha bánh tráng này ăn ngon lắm á các bạn hủ nghiến nghiến ngành ngành ra dai dẻo á, nghiến nghiến ngành ngành rồi đây là nước nước ấm tại vì nay Hồng Kông hơi lạnh á mình không có dùng nước lạnh mình dùng nước ấm dùng nước nóng đây là gì thịt heo quay là xíu chứa dục ha thịt heo quay rồi món này là há há siêu tép luộc là há há siêu há các bạn ha há là tép á, há há siêu thì cái món này á là cái món hủ di thầu ha há há siêu là cái nụ cười nè há há siêu cái điềm tốt là vui vẻ ý nghĩa là như thế á rồi đây là cái tiệm để làm mình cuốn bánh tráng đây là cái đôi đũa là phai chỉ đó nước tương mình làm nè các bạn nước tương mình làm nè có dưa chua nè dưa chua là cải củ cải đó củ cải đỏ với lại củ cải trắng đó, mình làm dưa chua thấy là thèm rồi đó cái này là nước tương ha các bạn xì dầu là nước tương lạch chiếu đó lạch chiếu xong đó, rồi cái mình dắt chanh vô dắt chanh là lựng múng á hay là bị cái tí lựng múng sổi dập hơi đó tẳng hồi xuyên xuyên á cái gì hào dầu tí thòn tẳng hồi thiềm thiềm đó ha thiềm thiềm là ngọt ngọt xuyên xuyên là chua chua đó rồi đây là cái gì đây là cái món rau nè ăn rau á là choi choi là chòi phát chòi ha phát chòi có nghĩa là phát tài ý nghĩa là ai cũng thích Tết mua rau là như thế các bạn Tết mà các bạn mua rau á ăn rau á là có nghĩa là cái sự phát tài ha bởi vì chòi nó đồng âm với lại là chòi giống giống ha chòi chòi có nghĩa là tiền ha phát tài phát chòi rồi thì mình uống gì các bạn uống cà phê cà phê nóng cà phê sữa nóng à các bạn cà phê sữa nóng á người ta gọi là gì cà phê sữa nóng người ta gọi là cà phê dịch dịch là nóng ha cà phê sữa nóng rồi bây giờ mình cuốn để ăn gì cá chuyển nè chuyển lịch sự hủ thủ ngò ngọ ngọ cắm dạch nè tài niệm thó dạch mùng một tết tắt dạch coi rảnh xịt một mình ăn trưa ha các bạn tối về thì lại là nhiều người tối mình có món ăn khác về mạnh ngồi thì tó tí dạch chào xịt kỳ thá xung choi đó ngọ thì cắm mán xịt kỳ thá xung choi xịt kỳ thá xung choi có nghĩa là tối nay mình ăn món khác rồi đây là bánh tráng châm dập hơi ke sủi tụ châm dập hơi ke sủi tụ nãy từ xin
mình rất thích ăn mấy cái món này, nhưng mà ở Hồng Kông á thì ít có chỗ bán các bạn, hình như là ít có chỗ bán, cực kỳ ít luôn á, hủ xỉu à. Muốn ăn á thì phải tự, muốn ăn thì phải tự làm ha, chị kỹ chỉnh, chị kỹ xịt, chị kỹ chù, chị kỹ xịt, là tự làm tự ăn, mũi ăn chửa bị ngọ xịt, không có ai nấu cho mình ăn, không ai làm cái món này cho mình ăn hết á. Rồi để cho bánh tráng nó mềm ha, xong rồi đó cái mình lột tép, lột tép mót, mót có tí phì ha, mót phì à, mót phì à, lột tép xong rồi cái mình để lên đây. Cái lột tép người ta gọi là mót phì ha các bạn, mót há phì, mót há phì là lột tép, lột vỏ tép á. Rồi cái mình để này là thịt heo quay lên ha, để thịt heo quay lên. Xong rồi cái xong rồi cái mình để gì lên? Xong mình để rau lên, để rau. Để rau. Xong rồi hến phá choi. Cái mình chuyển ra các bạn. Chuyển lại. Mấy cái bánh tráng này nó ngon, nghiến nghiến ngành ngành ngon. Nè. Rồi xong cái mình múc miếng nước tương, múc nước tương, múc nước tương. Ngõ sực là tài cá. Ngõ sực là hủ hủ mì à. Hủ lột có hủ sực à. Lâu lắm rồi mình không có được ăn hủ hủ mì. Hủ là bây giờ mình ăn ha các bạn. Thì các bạn mà có thèm á, cũng giống như mình vậy nè, làm cái món gỏi cuốn há há siêu. Há há siêu có nghĩa là nụ cười đầu năm ha, nụ cười vui vẻ, ăn món này xong là vui vẻ. Chúc các bạn vui vẻ ha, há há siêu. Chúc các bạn năm mới nhiều sức khỏe, vui vẻ, ăn uống cũng cảm thấy vui vẻ, hủ xì ngò cảm giác há há siêu, há há siêu. Há há siêu là vui vẻ, siêu hảo sảng hói nha các bạn. Chúc chúc các bạn siêu hảo sảng hói, miệng luôn cười tươi.